Chào cả nhà nhá. Đây vợ cái cảnh này cho anh em đi đào cây xoài này. Đấy, cây xoài rất đẹp. Nó nói bảo là cứ đưa đi thuê gốc cho 10 triệu luôn không phải làm. Và nó nói chưa biết là của giá trị nó như nhiều như thế nào, nhưng mà anh Kiên bảo thẳng cho 10 triệu ông đưa đi thuê gốc là đưa đi cho tổng lý. Cây đẹp nhỉ. Nó người ta làm ông cây đẹp đấy nhỉ. Đấy em biết đội bảo anh đưa đi đấy. À. Vụ đấy là anh nghèo quá, bố anh bận. Anh bận neo thế, nhà thì đình. Đấy. Nhà thì dê nào ngựa thì chả con em bảo không đi được. Anh đi đi được nhưng mà ông già ông phải mất buổi ông đưa đi. Ở đấy em chỉ móc vào lân rô thôi. À.